Rồi ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái AI Break trong Roblox. Thì cái game này nó đã được làm lại, không phải làm lại nữa mà nó được update thêm nhiều cái tính năng mới, cách chơi mới rồi shop thì cũng có thể là mua đồ được rồi, nhưng mà ngoài ra thì nó đã reset hết tiền của mình luôn. Hồi trước tiền mình kiếm được khoảng 2.000 mấy, giờ mất sạch luôn rồi. Bây giờ phải bắt đầu làm lại, bây giờ phải bắt đầu kiếm lại. Đấy. Thì bây giờ mình đang đợi nó. Ủa, cái này là nó có thêm nhiều cái chế độ chơi mới, mà chế độ gì mình quên rồi, hình như có cả free card nữa. Không, à không 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 phải free card mà là cái gì coi, giống như đuổi bắt ấy. À đúng rồi, free card, đúng rồi, chế độ giống free card này thì bấm phím shift để mà con chuột nó đi theo mình luôn, mình khỏi cần phải đè. Đây, thấy rồi đó, thấy một đống thanh niên rồi đó. Wow, hụt ơ tưởng hụt chứ ai về dính. Yes, ok, hai thằng. Ok rồi, ngon, mình đánh được hai thằng rồi đó. Bây giờ không biết thằng kia đi đâu mất tiêu rồi. À, rồi thấy rồi. Vậy chạy đi đâu? Ok. Ơi nó cứu rồi, nó cứu rồi. No. Ai cứu bồi cứu. Yes. Ok. No. Ôi đông quá. Bồi cứu. Yes. Ôi. Ôi cứ để một thằng sống là coi như là nó cứ đấy, ok, yeah, cuối cùng mình cũng thắng. Không biết mình giết được bao nhiêu thằng nữa, có được MVP hay không nữa. Cậu mong là được cái MVP. Tại vì mình giết, mình đánh cũng quá trời mà. Ôi, mình không cứu được thằng nào hết. Thằng kia được 7 điểm, mình được có 6 điểm mà. Ôi, thằng kia được MVP rồi. Mà thôi kệ, MVP cũng đâu được cái sự gì đâu chứ. Cũng đâu được cộng thêm điểm gì đâu, đúng không? Ai, mình kiếm được cũng kha khá tiền rồi đó, mới đầu vô kiếm được 350 tiền rồi đó. Yes, rồi. Team deep map nữa. Trận sau vẫn là team deep map. Nó có nhiều chế độ bắt đầu, hình như nó có nhiều chế độ mới nữa. Mà hình như mình mới biết, quên mất cái chế độ gì nữa rồi. Vãi cả thanh niên làm gì vậy? À hình như có chế độ đấu boss nữa, nhưng mà boss hình như hơi bị ít ra. Rồi rồi đi đánh tiếp thôi. Đây tập trung ngay cây cầu đây, thanh niên nào bước vô. Một một thôi, một một thôi, một một thôi. Ok, đập thanh niên, đập đập nó. Yes, ok, yeah, mình thắng nữa, ngon. Thắng hơi bị nhiều ấy. À thì nó có thêm một cái mới nữa là xung quanh mấy cái map á, nó sẽ có mấy cái skin đó. Khi mà mình lượm vô thì mình sẽ được thay đổi cái skin như thế này. Yeah, trận này mình MVP. Đóng băng 2, cứu được một người. Nhưng mà tiền khá là ít. Chỉ được có 200 thôi. Đó thì mình được cái skin như thế này. Wow, nhìn cũng chất ấy chứ. Được. Ồ. Mình là hai đơn ó, cái này hai hai đơn seeker này chúng tìm á, đúng rồi, hai đơn hai xích á. Thì mình bây giờ mình là thằng đi trốn. Nói chung mình phải trốn sao cho nó hết thời gian thôi. Có bốn thằng là seeker rồi đó. Bây giờ không biết map này mình trốn ở đâu, tại vì cái này mình chơi chưa có quen map nên là cũng biết trốn ở đâu nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ có 30 giây để mà mình đi trốn đó. Rồi chạy thôi. Giờ biết trốn đâu đây coi. À ở đây được không? À bấm bấm phím gì để giấu cái vũ khí của mình vô coi. À bấm phím V, đúng rồi, bấm phím V để giấu vũ khí vô. Nhưng mà không nên đứng lộ liễu vậy, tại vì mình nghĩ chắc nó cũng sẽ biết là mình sẽ núp vô mấy cái đám cây đó nên là. Ồ mặc đồ này nhìn giống như ở Hawaii á. Núp ở đâu ta? Núp ở đây ổn không? Không, núp núp đây không ổn. Chạy clip. Ơi, ôi vãi. Nó no. Chuyện gì vậy? Ôi mình xuất hiện ngay ngay chỗ nó spawn ra luôn. Ôi thì cần chứ. Đùa nhau à.
Ồ, nó dí theo kìa. No, đừng có đùa. Bỏ đi. Ôi, thì cần chứ. Mình lôi ra. Bây giờ nó dí mình có tận cùng luôn kìa. Vãi đạn. Bây giờ sao 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 mình rồi. Thua. Thua rồi. Khó quá mà. Ơi. Hết chuyện, quá nhỏ luôn. Thôi, đi sao đi, hội lọt ra ngay cái chỗ thằng Seeker nó spawn ra, thấy cuộc đời nó bế tắc rồi đó. À, bây giờ để coi thử coi mấy thanh niên kia sao đây coi. Không biết có ai. Ồ, mấy thanh niên này núp kịp thời nè. Có chỗ núp luôn, hay thì chứ. Mình đâu biết chỗ núp đâu. Tại vì map này mình chơi chưa quen, còn có một mình thằng này à. Ủa, nó ra được không vậy? Ừ, ra được nè. Ồ, ok. Ôi, không ăn tiền luôn. Wow. Rồi, rồi, rồi. Thấy rồi đó. Ôi, thằng kia không thấy luôn. Hay vãi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó đi rồi. Rồi, xong. Thua luôn. Ok. Trận này thất bại. Có kể nó mấy mấy trận này nó... Mấy cái hai seeker này kết thúc nhanh nhanh tí chứ nó chờ cái 3 phút mấy lận một tập lận chứ lâu quá mà. Chơi này thì trả được tiền móc xì hết á. Ấy, thấy không? Trả được tiền. Nên thôi kệ thôi. Ồ, mặc đồ này nhìn nó đã nè, à. Nhìn nó mát mẻ nè, nhưng mà đứng giữa trời tuyết thì hình như không được đúng cho lắm. Ok, tìm deep map nữa. Mình khoái chế độ này hơn. Hoặc là chế độ giết boss cũng được. Giết boss nó hiếm ra lắm, ít dễ gì ra. À, thì ở đây thì nó có cái rương 2000 nè, đó. Mình mới được có 1/4 à. Ủa, đi đường nào? À đây, thấy rồi. Ủa, cái thằng cầm màu đỏ là bồ mình hả? Trời đất, nó chỉ là cái cây khác thôi. Thằng nào bồ mình là nó có cái trên đầu. À, thằng nào là địch đó, thì nó sẽ có cái icon riêng trên đầu. Một thẹo nha con. Lạng quạng. Ê, hộp rồi, hộp rồi. Hộp, hộp, hộp. Hộp, vãi cả hộp. Shit. Cứu boy, cứu. Yes, cảm ơn. Nữa, bị nữa. Mất dạy. Mất dạy. Đập nó, yes, đúng rồi, đập nó nhiều vô. Ôi loạn sàn ngầu trong này khó thấy đường quá. Nhảy làm cái gì? Nhảy làm cái gì? No. Trời. Wow, hay thiệt chứ. Ok, cảm ơn bồ luôn. Yes, một thằng. Rồi rồi rồi, được rồi đó. Mình trời, nó cứu nào hay vậy? Vãi. Mất dạy. Mất dạy. Ok, chắc mình không đánh đường nào hết. Có một đợi xíu để đi ăn tiền cái đó rồi tính sau. Tại vì một lần kiếm được 30 coin lận mà. Ok. Rồi, mình ăn được cái cuối. Không cần nhiều chỉ cần thắng là được rồi. Đấy. Được cái cuối là ngon rồi. Không biết giết được bao nhiêu thằng nữa. Trời ơi. Đóng băng được có 3 thằng à. Thằng nào? Ôi, thanh niên này ghê thiệt chứ. Ôi, đóng băng 6 cứu có 9 người. Ôi, tính ra được 15. Thử nghĩ 15 mà nhân cho 50 là coi ra được bao nhiêu. Quá trời tiền luôn á. Khiếp. Rồi, tìm deep map nữa. Ok, bây giờ đợi vô trận thôi, để mình coi lại cái shop cái. Được 780 tiền rồi. Giờ mấy cái này là cái gì nè, nó chưa có, hình như nó chưa có mở ra hết. Nên là mua là chỉ mua cái chest thôi, chứ còn mua cái kia thì chắc mua không được. Rồi, thôi. Vô trận rồi. Bắt đầu thôi. Ở trong kia có thêm một cái skin mới nữa kìa. Quay, đợi xíu. Đấy. Wow. Ba đấu ba hả? Ok. Một thẹo. Ok, cứu bộ ơi, cứu. Shit.
Vãi bồ. No. Ok. Bồ cứu kịp thời rồi, mừng quá. Yes. À, bây giờ phải đi đập bằng này mới được. Một thẹo. Ok, mình cứu được rồi. Không có. Quan trọng là mình phải cứu cho được. Yes. Còn ai nữa? Rồi 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 rồi, thấy rồi đó. Thấy thanh niên này rồi đó. Ai, mình sẽ đi móc lớp thanh niên này thôi. Ai, có thằng giành rồi. No. Thanh niên này là của mình, cấm giành. Ôi, thanh niên này chơi bằng cái gì vậy? Vãi đạn. Ok, xong, mình thắng. Yes. Rồi, hôm skin này không xài đâu, thấy skin này nó mát mẻ hơn nên lấy skin này xài cho thoải mái. Ok, mình MVP trận này. Đóng bằng 4. Cứu được hai người. Đấy. Ngon lành liền. Là tiền lên khấm khá luôn á. Được 350. Nói vậy thôi chứ cũng được 350 chứ có khác gì đâu. Phải giết nhiều hơn nữa, giết giống như giết thằng hồi nãy nó giết à. Đó. 15 mà nhân cho 50 chia ra được 750. Ồ, ok đó, boss battle nè. Cái mod mà mình đang nói nè. Đấy. Rồi, ok, đi vô đập boss thôi. Để coi boss này là boss gì đây, hình như boss cây kem thì phải. Mình mới thấy có mỗi một con boss này thôi chứ mấy con boss khác thì chưa thấy. Đúng rồi, boss cây kem hình như có mỗi con boss này à. Rồi. Holy shit. Chính thằng này nè, nó tạo ra cái con boss đó đó. Đó. Rồi. Nói chung là mình là không dịch đâu, lười dịch quá. Rồi, nó đổi khuôn mặt rồi kìa. Ok, bắt đầu thôi. Thì nó sẽ thả kem, nó sẽ thả viên kem từ trên xuống. Thì mình mà đụng vô cái kem đó là mình sẽ bị đóng băng. Nên là mình, đó, mấy cái viên kem đó đó. Lạng quạng là bị đụng liền. Ấy, một thanh niên. Mình phải cứu. Ê, no. Wow, hết hồn, mém nữa là đụng rồi. Wow, cực cừ. Ôi, mấy cái viên kem này nguy hiểm quá. Rồi, hai thanh niên. Để mình nấp cái. Nhỏ dữ vậy. Ê, no. Cứu bộ ơi, cứu. Yes, thank you. Ok. Bây giờ là cái này là hỗ trợ nhau đi để đi lên trên đó đánh con boss thôi chứ sao giờ. Ê, no. Ôi, nó đụng mình hồi nào vậy? What the hell? Ê, hết hồn. Rồi, sắp lên cái đỉnh rồi. Yes, mình cứu. Ê, bỏ đi. Trời, cái thằng nào nó đẩy cái cục kem qua mình vậy? Đùa à? Rồi, lên đây đập boss thôi. Máu nó nè, máu nó đang ở góc phải dưới nè. Đang mất dần. Yes. Đấy. Ok. Rồi, thằng nhỏ sắp chết rồi. Ok, mình đã thắng, mỗi lần thắng xong sẽ được cộng thêm 200 tiền. Và cộng thêm cả tiền mà mình cứu những người khác nữa. Rồi, để coi mình cộng được bao nhiêu tiền đây, không biết mình cứu được mấy thằng nữa. Cứu được à... Vãi, mình cứu được có hai thằng à. Ôi, buồn thiệt chứ. Cứu được có hai thằng à. Lên được 300 tiền đó. Thiệt tình. Ôi, mấy thanh niên kia giành hết rồi. Đấy. Để, ủa, trận sau là trận gì cả. Ok, mình là Seeker. Yes. Mình là thằng đủ. Mình là thằng đi bắt. Mình sẽ đi bắt những cái thanh niên này.
Ok, để coi mình có thể bắt được bao nhiêu thằng đây. Bây giờ mình phải đợi 30 giây nữa mình mới được vô. Ok, nó đợi thôi chứ sao giờ. Không biết cái map này, không biết nó ra map gì nữa. Còn mong là cái... À, mà khỏi mong đi, bây giờ map nào mình cũng mới lạ hết, biết đường đâu mà chơi. Kệ nó. Cố gắng đi tìm thôi, tìm càng nhiều càng tốt. Đấy. Rồi, 10 giây nữa. À map này hả? Để ngó coi, hình như map này mình biết được một số chỗ ít ít. Rồi, một thanh niên. Cái cõi đi đi lung tung chứ không biết nữa. Ở trong đây có con nào không? Ở trong đây không có. Đi ra ngoài cái. Rồi, hai thằng bị đóng băng rồi. Dưới kia có đây. Mình thấy mà. Ở đây có một thằng nè. Núp ở đó làm cái gì? Ok. Còn mấy thằng nữa? Còn bốn thằng nữa. Cái trận cái map này hình như nó có gốc lắc hay sao đó. Nên là tìm cái gốc lắc của nó hơi bị khó đó. Bây giờ biết. Bây giờ trong đây là một cái mê cung nè, biết đường đâu mà khỏi cần đi đập mấy cái thùng tiền là mừng rồi. Ok. Để đi xung quanh đây xem còn chỗ nào nữa không coi. Ồ còn đường nữa nè. Ủa cái đường này quen quá vậy. Oh shit. Tưởng sao. Rồi. Để đi tiếp qua chỗ khác xem. Bây giờ bọn này nó núp kỹ quá mà không biết ở đâu để mà tìm luôn. Wow, ở đây nó có một cái đường hầm gì vậy? Đâu? Ở đây có một cái đường này, cái này mình mới biết luôn nè. Ê, nó kìa, đập nó. Yes, ủa hụt rồi. Vãi. Chạy đi đâu? Ok, một thanh niên. Ôi cũng may quá mình đi vô đây mình gặp được thằng còn hai thằng nữa. Giờ hai thằng này không biết tìm ở đâu nè. Vậy mới khó nè. Ồ hình như có thằng nào đang mình mới vừa thấy nó thì phải. Đúng không? Đúng rồi nó kìa. Ok, rồi mình thắng trận này nữa. Yes. Để coi kiếm được bao nhiêu tiền này coi. Mình đóng băng được có hai thằng à. Buồn thiệt chứ. gì nó cũng mít á. Thế nó biết như vậy thì chừng nào mới có tiền đây không biết nữa. Mới được có 1.700 à. Rồi. Tìm deep map nữa hả? Ok, trận này phải thắng mới được. Phải cố gắng thắng trận này mới được. Để coi, hồi nãy mình chưa coi kỹ cái team của mình là ai nữa. Map này hả? Rồi, ok, bây giờ phải cẩn thận tí. Giờ không lơ là nữa, bây giờ mình sẽ đập một phát là sẽ dính luôn chứ không có đập hụt nữa. Shit. Chạy. Vãi. Vãi đạn. Tưởng sao rốt cuộc mình cũng dính. Ok, mình đập trúng một thằng. Hai thanh niên này đang làm gì vậy? Đánh lẫn nhau ạ. À? Đánh lẫn nhau ạ. À? Đánh lẫn nhau ạ. À? Ủa cái giấy. Ok, đánh trúng rồi. Mừng quá. Yes. Hình như... Rồi, còn một thằng nữa. Ok. Hụt rồi. Ok, còn một thằng nữa.
đi lộng tiền cái đã rồi tính sau. Ủa nó đi cứu người cơ. Vãi cái thanh niên. Ôi chạy kinh thiệt chứ. Trời ơi là bồ. Ủa nó chạy đâu rồi? Vãi đạn. Mình tính đi móc đường nó mà không thấy đâu hết. Chắc nó ở bên kia rồi, để đi móc, để đi đường vòng cho nó cái. Ôi vãi, mới vừa lõi đầu ra luôn. Shit. Ok. Cái thằng kia nó mới quan trọng kìa. Không biết thằng kia đi đâu mất tiêu rồi. Đó, thằng đó kinh thiệt chứ. Không biết thằng kia bị đóng băng chưa nữa. Để đi ra ngoài lụm tiền cái đó đó. Rồi, ok. Vậy nó, ủa nó cứu người chưa? Ừ, chưa. Hiện tại giờ còn 3 thằng. Còn 3 thằng là shit. Ghê thiệt chứ, mấy thanh niên này chơi hay thiệt. Chạy đi đâu? Ok. Rồi, nó không cho cứu nữa, hết thời gian rồi, nó không cho cứu nữa. Bây giờ là đóng băng là đóng luôn á, nó không cho cứu nữa kìa. Một thằng, ok, còn một thằng nữa. Không có cứu được nữa đâu, đứng đó mà cứu. Còn thằng nào nữa coi. Đi chung đi, đi chung đi, đừng có đi riêng nguy hiểm lắm. À, ủa nó đâu rồi ta? Ủa thằng nào nó đúp rồi, vãi. Ok mình thắng tại vì hết thời gian rồi, nên là bên mình còn hai thằng, bên kia còn có một thằng, làm sao mà nó địch lại được. Rồi. Yes, mình là MVP trong trận này. Mình đóng băng được 8 thằng. Cứu được 1 thằng. Ok, tiền lên khấm khá rồi đó. 500 mình sẽ mua một cái món đồ thử xem coi nó ra được cái gì đây. Quên lộn, mua cái này mới đúng chứ. Nó chỉ có cái này để mua thôi mà. Rồi, mở. Ủa, mở là sao? À, bấm phím F nè. Ok. Để coi nó mở ra cái gì đây. Ôi mình là thằng Seeker nữa chứ, thiệt tình. Oh yes, mình được một cái breaker bằng bằng này bằng đá hả? Ô bằng bạc. Vãi. Một cái breaker bằng bạc, nó nằm đâu vậy? À, đây, ok, mình được một cái breaker bằng bạc, ngon. Đấy, thấy bằng bạc của mình chưa? Nó khác hẳn với của mọi người. Đánh là lỗ đầu luôn á. Rồi. À, bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ núp. Bây giờ mấy trong khu này không biết núp chỗ nào đây. Quan trọng là không có chỗ để núp thôi chứ không có gì hết á. Qua wow, trốn ở đâu đây ta? Căng ạ. Còn 8 giây nữa là mấy thằng kia nó ra rồi. Trời ơi, mình sẽ núp ở đâu đây? Ui, không được. Ủa, nó đứng ở bên kia lận. Vãi mấy thanh niên kia nó đè mình ra, nó bắt đầu tiên. Oh no. Bây giờ phải trốn ở đâu đây? Thiệt tình chứ. Ồ trên này có mấy thằng lận. Ôi. À, không biết. Không biết ở đây có ai không nữa. Rồi, một đống thằng bị bắt rồi. Thiệt tình. Ôi ơi, một đống thằng bị bắt luôn.
Vãi, ok, có một thằng dưới này. Đấy, đây là cây vũ khí bạc của mình đây. Rồi, ok, cứu được một thằng. Ôi, no. Hiện tại giờ mình thấy ở đây là có ba thằng. Có ba thằng, bây giờ mình phải tìm cách sau đó để mà mình xuống dưới kia cứu người. Vãi. Cái gì mà nó bị đóng băng nữa rồi, nhanh vậy? Đùa. Ôi. Ok, hình như ở đây nó không có ai đâu. Đúng không ta? Có kìa. Cứu người cái đã rồi tính sau. Ấy, rồi chạy. Cứu xong là chạy. Cứu xong không dám đứng yên một chỗ luôn á, cứu xong là chạy liền. Ok, ở bên mình bị đóng băng nữa rồi, thiệt tình chứ mấy thanh niên này. Làm sao mà cứu hết đây trời. Vãi thiệt. Bây giờ còn ba thằng. Trời, thanh niên này đi ra chỗ khác. Ui, nó leo lên kìa. No. Why, nó leo lên rồi. Chạy. Chạy là thưởng sách. Bây giờ chạy đi đâu đây? Bây giờ không biết có thằng nào đứng như này không nữa. Ok. Một thẹo, cứu được một người. Chạy trước rồi tính sau. Ấy trời ơi, bị bắt lại nữa chứ, thiệt tình. Sao đây? No, đừng có dí. Trời ơi, bỏ ra đi, đừng có dí. Trời ơi, sao cứu không được kỳ giấy. Ok, chạy. Ai thì cần chứ bị bắt rồi. Cứu 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 bộ ơi, cứu. Yes, cảm ơn luôn. Ok, chạy tiếp thôi. Bây giờ còn có hai thằng sống sót thôi đó. Ồ, nó lắc kìa. Vãi, mạng lắc. Bây giờ không biết cứu ai đây. Bây giờ trong cái map này mình không có biết chỗ trốn, làm sao mà đi cứu. Ok. Ở đây có ai không coi? Ừ, có. Ôi, nguy hiểm quá, chết bà. Ơi, cuộc đời bế tắc rồi. No. Chạy không kịp. Cứu cứu cứu. Yes. Oh no. Rồi, thanh niên kia bị bắt rồi. Bây giờ còn có mình thôi. Bây giờ mình đi cứu ai? Mình đi cứu người mới được. Chỉ có cứu người mình mới ơi, bỏ đi. Đổi cái gì vậy, lắc hả? Vãi đạn. Ôi, mình lắc rồi thì cần chứ. Rồi, lắc rồi. Nhưng mà không sao, chắc trận này mình sẽ thắng như thường. Ok, trận này mình thắng. Đội người thắng cuối cùng luôn. Được cộng thêm 50 nữa. Yes. Lắc quá mà, chịu hết nổi luôn á. Lắc mà chịu không nổi luôn á. Để coi mình mình cứu được 8 thằng. Yeah. Cứu nhiều nhất luôn. Ok. Rồi, thì ok, chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn thấy thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.